Ok, hello hello, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel YouTube của HGame2020 anh em. Trở lại video ngày hôm nay thì tiếp tục với cái tựa game Kawin68.club nha anh em. Thì hôm nay thì vác vào 100 triệu luôn em. Thì vớt vào 100 triệu. Chơi con game bài này cho anh em xem ha. Rồi, ok anh em. Thì con game bài này thì chơi thì mình thấy coi chơi con quay thú với con siêu xe này khá là ok nè anh em. Mình thấy là chơi dễ kiếm tiền nhất trong cái con game này luôn anh em. Nó mình cầm 100 triệu vô thì chơi thì rất thoải mái anh em. Đánh thoải mái lắm anh em ơi. Nó thật ha. 100 triệu thì mình ráng kiếm tầm 10, 20 triệu gì đó anh em. Mình cố gắng kiếm tầm 10 đến 20 triệu nha. Ok anh em. Kết thúc được. Đó. Rồi. Đánh tí rồi nha, mình rút tiền cho anh em xem luôn cho nó chiến anh em. Chim em. Để anh em suốt ngày cái nít này, cái nít nhà cò thôi mệt lắm anh em. Nó anh em tin thì tin, không tin thì thôi, mình cũng không bắt buộc anh em phải tin đúng không? Nhưng mà mình vẫn sâu cho anh em xem, ok cho anh em. Vẫn sâu cho anh em xem để chiều lòng anh em luôn. Đó. Chơi với anh em hết nắp luôn đó. Đó. Nếu mà nít nhà cái là không bao giờ mà rút tiền được anh em. Với lại sâu thì rút tiền mà sâu cái số tài khoản ở đây có khi bị ăn gãy á anh em. Đó, cho nên là mình sâu chỉ sâu 1-2 lần thôi anh em, mà không có sâu nhiều đâu ha. Đó, sâu nhiều thì cái gì YouTube nó đánh gãy mình anh em. Cái chính sách của YouTube đó, nó vi phạm chính sách YouTube. Đó, anh em cũng thông cảm cho mình. Ok cho anh em. Rồi, tiếp tục nè. Thì mình đánh tầm 5 ván gì đó mình bỏ 2 ván nha anh em. Đánh 5 ván bỏ 2 ván nha anh em. Ok luôn. Rồi, thỏ anh em ơi, thỏ 2 nè. Con thỏ. Quá dữ anh em ơi. Bắt đầu cược. Xoáy cái này là chim anh em, chim trắng nè, chim bồ câu. Ok anh em, bắt đầu cược. Cược tiếp. Rồi mình cược nó bán này mình sẽ bỏ 2 ván nha anh em. Kết thúc cược. Ok luôn em ơi. Ngon lành. Chim én. Bắt đầu cược. Đó. Rồi mình sẽ bỏ 2 ván cho anh em. Kết thúc cược. Mình sẽ bỏ tiếp cái này nha. Kết thúc cược. Con thỏ. Ok. Đó, rồi ok, tiếp tục đánh lại nè. Tiếp tục đánh như vậy nè. Ok. Kết thúc cược. Tiếp tục chim con chim én này.
ngon làm cành đào. Bắt đầu cược. Đó, cược tiếp nè. Mình xem giá này hút nữa không nè. Rồi mình đánh này lá vậy, hình như là mình thắng không, mình chưa thua nha nè. Đó, cược 6 ván thắng 6 ván này nè. Rồi hút nữa. Hấp 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 hấp. Đúng rồi. Gấu trúc. Phải như vậy anh em. Bắt đầu cược. Tiếp luôn. Quá ngon. Thì mình thấy cách đánh này đánh khá là ok anh em. Mình áp dụng rất là nhiều game rồi, cũng cách đánh này vẫn ok anh em. Game nào cũng áp dụng được anh em. Đó, mình thấy khá là ngon nên mình chia sẻ cho anh em. Kết thúc cược. Gấu trúc. Bắt đầu cược. Rồi, cược tiếp nè. Mình muốn đầm 2-3 ván, 3 ván ván thì mình sẽ nghỉ nha em. Đó, thì mình gán kiếm tầm 10 củ, mười mấy vô. Đâu, từ 10 củ đến 20 củ gì đó, mình gán kiếm tầm đó nè. Thì mình đã kiếm được 10 củ rồi nè. Tiếp rồi. Đi đâu nữa nè. Con khỉ. Chạy đâu thì khỏi nắng. Bắt đầu cược. Cược tiếp. Kết thúc cược. Nữa rồi nên là chim trắng nữa nên là ngon lành cành đào câu. Bắt đầu okay. Cười thì tiếp 2 ván thì mình nghỉ nha anh em, nốt ván này thêm ván thì mình nghỉ luôn em ơi. Đó, bây giờ thắng không chưa thua ván nào luôn em, thắng 10 ván liên tiếp luôn. Tí nữa ra phải làm vài cái nó mới rút tiền ok được nha anh em, thôi rút y hoàng anh em. Ok, hấp tiếp anh em, ngon lành. Gấu trúc. Đó, mình ra hướng dẫn cho anh em luôn ha. Nghỉ được rồi anh em ơi. Hấp 15 củ được rồi. Đó, anh em ra anh em vào mini poker nè. Anh em lật tay 1.000 cũng được, 10.000 cũng được. Lật tầm 5 tay, 5 tay thôi anh em. Đó. Thắng thua cũng được nha. Rồi, 5 tay thôi anh em, mình lỡ đặt 6 tay rồi ha. Rồi, vậy đó, rồi anh em ra rút tiền nè. Rồi, mình rút 15 triệu nè. 1.5 triệu rồi đúng không? 15 triệu nè. Rút nè. Đó, thì hôm nay là mình rút là 65 triệu nha anh em. Đó, thì hồi trưa mình có rút 50 triệu anh em. Đó, bây giờ mình rút 15 triệu nên 65 triệu đó anh em. Đó, rồi. Đây, 65 triệu nha. Rồi, ok anh em xem video đó hay nhớ cho mình xin một like, một share và một subscribe kênh để ủng hộ mình nha anh em. Ok, bye anh em nhớ. Hẹn gặp anh em.